anh Hoàng Anh ơi, em có một chị khách hàng rất là thân thiết. Thì thời điểm mở bán dự án năm ngoái, chị đang mong muốn mua được một căn kiểu song lập và shop house để kinh doanh ở chỗ đại lộ đi bộ ở cái đường ánh sáng ấy. Tuy nhiên thì thời điểm đấy thì thị trường rất là nhiều thông tin và em có nghe là chênh đến 5-6 tỷ, nhưng lúc đấy thì cũng không tìm được hàng cho khách khớp. Không biết là tại thời điểm này nếu khách đang quan tâm mua lại thì có dễ mua được hay không và giá cả như thế nào anh? Chính xác đấy em ạ. Tức là câu chuyện của chị em cũng giống rất nhiều câu chuyện khách hàng của anh. Tức là năm ngoái thời điểm 30/4/2022 mở bán ấy, lúc đó thậm chí là chào chênh cái song lập của phố đi bộ, cái đường sáng ấy, thậm chí 10 tỷ một lô mà thực sự không dễ để mua được. Tuy nhiên ở video này anh sẽ chia sẻ đến em, chị của em và anh chị một căn biệt thự song lập phố đi bộ với mức giá chưa từng có. Vâng, và trước khi đi vào chi tiết, quý vị đừng quên dành tặng cho chúng tôi một nút like cũng như là đăng ký kênh để là những khán giả đầu tiên nhận được những thông tin mới nhất về các bất động sản của Vinhome nhé. Đấy chính là cô gọi là hoa hậu song lập của phố đi bộ, kênh đời sáng mà anh muốn giới thiệu đến chị của em và anh chị các bạn ngày hôm nay. Căn này là một trong căn biệt thự hai mặt tiền của phố đi bộ. Hướng của này là hướng đông bắc. Và bằng sau của nó là hướng tây nam. Em đoán xem căn này mặt tiền mấy mét? Em thấy là căn này mặt tiền nó khá là rộng. Nó em nghĩ là nó phải rơi vào khoảng không dưới 10 mét đâu. Thực ra căn này cảm giác thôi, nhưng mà chính xác nó là 9 mét. Vâng ạ. Và chiều sâu của nó là 17 mét. Tức là diện tích đất của căn này là 153 m², hai hướng là đông bắc và tây nam, hai mặt tiền. Và em nhìn thấy không, cái kiến trúc ở bên ngoài ấy, đây là kiến trúc Pháp cổ. Em thấy cái màu sơn này như nào? Em thấy là ở trong khu kinh đô này, khi mà đi vào em thấy nó khác hoàn toàn với các khu khác ở trong dự án này. Chính xác. Cảm giác vào nó đẳng cấp hơn hẳn, và nhất là khi mà đi bộ ở cái chỗ đại lộ đường đi bộ ấy, thì cảm giác như là ở bên trời Âu ấy, chứ không phải là ở Việt Nam nữa. Chính xác, đấy là cái mà bản thân anh khi mà anh thực tế lúc mà bàn giao sản phẩm của Kinh Đô Ánh Sáng, thực sự anh rất là ấn tượng. Và rất nhiều khách hàng của anh khi nhận nhà cái phân khu này rất là hài lòng luôn. Và đây là một căn shop mà mình sẽ có hai mặt thoáng. Chính xác, tức là đây cái bên hông này. Bên hông này em thấy không? Vâng. Diện tích đất của căn này là 153 m². Và diện tích xây dựng một sàn nó chỉ khoảng độ 96 thôi. Vâng. Tức là vẫn còn diện tích đất bên hông này để mình bố trí theo cái công năng. Mình có thể làm không gian kinh doanh này, hoặc là làm sân vườn tùy theo cái mục đích của mình. Vâng ạ. Và đây, cái đắc địa, cái đắt giá nhất của căn này, tại sao gọi là song lập phố đi bộ, gọi là hoa hậu, đó chính là cái phố đi bộ Kingdom Avenue này. Đúng rồi. Em thấy không, cái chiều rộng của này lên đến 28 m và trải dài 700 m. Vâng ạ. Và đúng là khi mà đi đến cái phố đi bộ này, mặc dù là chưa hoàn thiện hết, các cô chú vẫn đang thi công, nhưng mà em cảm nhận là sau này ở đây nó sẽ là một trong những cái đại lộ kinh đô ánh sáng và một trong những cái phố đi bộ mà sầm uất mà đáng đến nhất ở Hà Nội, trong khu vực Hà Nội thời gian sắp tới. Thực ra chắc chắn rồi, em nhìn thấy không? Hiện tại là vẫn đang thi công và chuẩn bị khai trương 30/4 ấy. Nhưng mà anh tin là cái phố đi bộ này sẽ là điểm mà check-in chưa từng có tại Việt Nam luôn ấy. Chính xác, rất là đẹp luôn. Và nhìn tổng thể đúng không? Nhìn toàn thể cái kiến trúc của cái phố đi bộ này và kiến trúc Pháp cổ của những cái dãy song lập này, cảm giác như mình đang ở trời Âu ấy. Đúng rồi, như kiểu đi đợt anh hay đi du lịch Phú Quốc ấy. Đúng rồi. Đấy rất giống vào trong Vin của Phú Quốc. Và anh Hoàng Anh ơi, anh có đánh giá như thế nào về cái vị trí của căn này? Thực tế thì căn này anh đánh giá một điểm rất là cao. Phố đi bộ là đương nhiên rồi. Vâng. Nhưng mà nó là nằm ở điểm trung tâm của trung tâm. Đúng. Tức nó nằm ở giữa bên phải đây, em thấy không? Vâng. Chỉ có cách quảng trường Empire Square 3.2 hecta và tượng nữ thần ánh sáng khoảng độ vài bước chân thôi. Và ngay bên trái đây lại là cái đường đại dương 30 m, một cái trục giao thông huyết mạch của dự án. Tức là từ đây, từ cái căn này thì có thể di chuyển rất là dễ ra những cái điểm gọi là quan trọng tập trung kinh doanh. Và ngay bên này nữa nó là đại lộ San Hô, rất là gần, rất là thuận tiện. Về tổng quan vị trí như vậy, và em cũng muốn là bây giờ mình thử vào bên trong đi, mình xem thực tế, xem kết cấu xây dựng và diện tích xây dựng nó như thế nào được không ạ? Ok, chúng ta hãy khám phá bên trong xem nào. Bên ngoài thì đẹp lung linh rồi, nhưng bên trong có được như bên ngoài hay không? Đấy nhá, em thấy không? Cái diện tích đất là 153 m², nhưng mà diện tích xây dựng của một sàn là 96 m², xây 4 tầng. Và tiêu chuẩn là bàn giao thô hoàn thiện mặt ngoài, có cầu thang. À, ở đây thì có cả bàn giao cầu thang rồi đúng không ạ? Chính xác.
Cái này thì em nghĩ là nếu mà làm thang máy cũng vẫn rất thoải mái diện tích, nếu mà khách có nhu cầu làm thang máy chỗ này em thấy là chưa sẵn ở chờ đây. Thực ra cái đó là theo cái nhu cầu thôi. Thực ra anh nghĩ 4 tầng đấy thì thang máy hay không thì nó tùy theo nhu cầu sử dụng. Đúng. Em thấy không? Bên trong tầng 1 này cảm giác rất là thoáng luôn. Vô mặt bán. Mặt trước này, mặt sau này, bên hông này thì cái hệ cửa kính này nó sẽ giúp cho cái không gian tầng 1 rất là thoáng. Đúng. Đặc biệt là khi mình mở nhà hàng kinh doanh thì cái view cũng như cái mặt tiền nó rất là quan trọng. Đây mình hai mặt thoáng. Chính xác. Vậy chúng ta hãy khám phá tầng 2 nhé, để xem tầng 2 cái view đắc địa như thế nào, view gọi là view triệu đô, nó có gì đặc biệt. Ở tầng 2 này, bên này là ban công của phố đi bộ, nhưng mà mình sẽ để dành để lên tầng 3 khám phá. Vâng, ok. Và ở bên hông này cũng sẽ có một cái ban công nữa. Gần như cái căn biệt thự song độc này rất là thoáng luôn. Và đằng sau đây, hướng đông bắc này, cũng là một ban công. Tức là nhà đến 3 ban công. Chính xác. Rất là nhiều cái mặt thoáng. Đây là tầng 2 ạ. Đúng rồi, tầng 2. Ban công này sẽ nhìn ra chỗ đường. Nhưng mà em thấy là tại sao ban công này người ta không làm như đằng kia nhỉ? Vì chỗ này em cảm giác hơi cục cục. Cái đó là bản thân anh nghĩ riêng là quan điểm cá nhân thôi. Vâng. Là anh cũng không thấy thích lắm. Vâng. Vì sao? Vì cái ban công này thì nếu mà thay bằng hệ bằng không thép hoặc thế, là các thứ thì anh cảm giác là không gian nó sẽ thoáng hơn. Đúng. Mình kinh doanh ý, ví dụ mình làm những cái bàn chiêu chiêu ở ngoài này uống cà phê hoặc là các thứ ở đây thì nó sẽ đẹp hơn. Đúng rồi. Nhưng mà tất nhiên nó cũng là một cái ý đồ của kiến trúc sư. Vâng. Nhưng mà góc độ sử dụng thì anh cũng không thích cái điều này lắm. Vâng. Thế bây giờ mình sẽ lên tầng 3 để xem cái view mà nhìn ra chỗ phố đi bộ cũng như là quảng trường ý ạ. Ok, lên tầng 3 là một cái view cực kỳ gọi là đặc biệt. Vâng. Và thực sự là những căn như thế này thì mình phải vào trong mình nhìn ra ngoài view thì mình mới thấy được hết cái giá trị của nó, chứ nếu mình chỉ quay bên ngoài thì chưa thấy hết rồi, đúng không ạ? Đây, em cho Khánh khám phá tầm view triệu đô ở đây nó đáng giá như thế nào. Ok, em sẽ đi ra cái ban công ở cái tầng 3 này. Quả thực là một cái tầm view mà nó quá là tuyệt vời anh Hoàng Anh ạ. Hướng này là hướng Tây Nam đúng không? Cảm giác rất là amazing luôn. Em hình dung là sắp tới 34 mà khai trương ấy, dưới này là đèn led này, âm nhạc này, ánh sáng này. Thực sự là không khác gì trời Âu cả. Câu này mà để gọi là mở nhà hàng và xong có các cái quán ở đây thì chiêu chiêu ngoài này quá là tuyệt vời nhỉ. Đặc biệt là vào buổi tối dưới này đèn lung linh, ánh sáng phố đi bộ nữa. Thực ra những cái view như này thì nó quyết định cái giá trị của nó. Đúng rồi. Vị trí mà. Vâng. Nó giống như cảm giác em hình dung là một cái biệt thự mà ở gần trung tâm mà lại có view trước quảng trường hoặc là phố đi bộ ấy thì đúng nó rồi. Rất là đắc địa. Đây là mình còn nhìn được ra cả tượng nữa kìa. Ừ, chính xác, gần quảng trường, ngay gần đây, rất là gần rồi. Thế thì đây nó sẽ là một trong những cái phố gọi là kinh doanh sôi động sầm uất. Em nghĩ là nó chỉ để nó phải ngang với cái những cái căn mà ở gần hồ đấy. Thì gần như nó là điểm check-in hot nhất tại đây rồi. Đúng. Vâng, và với một cái căn vị trí nó đắc địa như thế, thiết kế đẹp như thế thì theo anh cái lĩnh vực kinh doanh nào nó sẽ phù hợp để kinh doanh ở cái vị trí của căn biệt thự đấy ạ? Anh nghĩ là những cái biệt thự mà song lập, phố đi bộ, hai mặt tiền, lại kinh doanh, sổ đỏ lâu dài như này ấy, thì nó phù hợp với những cái nhãn hàng F&B, tức là đồ ăn uống có thương hiệu lớn. Hoặc là mình có thể làm nhà hàng với những cái đồ ăn của cái đặc sản riêng. Vâng. Hoặc là mình có thể làm phòng khám, nha khoa, spa, thẩm mỹ. Nói chung là rất nhiều nhu cầu. Thậm chí là mình có thể làm văn phòng, công ty hoặc đại diện, nó tùy theo nhu cầu. Và căn này thì nếu mà là một nhà đầu tư thì anh nghĩ là ai sẽ là những người mà phù hợp hoặc là tệp khách thì sẽ đầu tư những căn như này? Thực ra anh nghĩ là thời điểm này là thời điểm rất là phải nói thời điểm rất là tuyệt vời để đầu tư ấy. Vì nếu so với thời điểm năm ngoái là mua những căn như này là chúng ta tiết kiệm được khoảng từ 5 đến 10 tỷ rồi, đúng không? Tiết kiệm được một căn liền kề chả là. Chính xác. Thì nó sẽ phù hợp với những anh chị mà có vốn nhà rỗi này để đầu tư khai thác dòng tiền cho thuê này. Đầu tư để lãi vốn nhưng mà phải cần trung và dài hạn. Và thời điểm này thì anh khuyên mọi người, đặc biệt các anh chị là không nên dùng đòn bẩy quá nhiều. Đúng. Tất nhiên là anh chị có thể dùng tận dụng cái gói vay không lãi 18 tháng đến tháng 10 2024. Tuy nhiên là anh chị phải sẵn sàng thời điểm tháng 10 2024 là nếu mà cần mình có vẫn có thể tiếp toán được. Đúng. Thì anh nghĩ nó mới có cái thời gian đủ dài để có thể tăng trưởng lại vốn. Chính xác ạ. Và thế thì anh có thể bật mí cho em và khán giả được biết là căn này thì hiện tại đang có mức giá giao dịch như thế nào không ạ? Căn này đang có giá hợp đồng mua bán là 33,7 tỷ, bao gồm cả chính sách vay không lãi 18 tháng rồi. Ok.
Tức là nếu không vay hoặc là thanh toán theo sớm hoặc theo tiến độ thì có chiết khấu tốt hơn. Vâng. Thì chi tiết thì anh chị có nhu cầu thì Hoàng sẽ gửi cho anh chị chi tiết về giá. Và ngoài ra chúng tôi cũng còn rất là nhiều quỹ căn đẹp tương tự như thế này hoặc hơn thế nữa sẽ cập nhật đến anh chị trong thời gian sớm nhất. Và anh chị đừng quên dành tặng cho chúng tôi một nút like cũng như đăng ký kênh để là những khán giả đầu tiên nhận được những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản Vinhome nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.